sợ nổ quá chứ gì. Chết cũng theo nữa, chết cũng theo này. Nóng luôn. Xin giới thiệu với các bạn kèo hẹn giữa chắc sầu riêng và Hiền Tây Đô nhé các bạn. Một không bên chắc sầu riêng. Bên chắc sầu riêng gồm chắc Phong Liverpool và Đăng Món Truyền 2. Bên kia Hiền Tây Đô, Trường Truyền 2 và Thịnh Bò thủ nha. Bóng trong sân, điểm một đều. Bỏ nhỏ tốt, điểm 2-1 cho chắc sầu riêng. Hiện tại sân muốn về Dĩ An quá đông nha các bạn. 2-1. Phát tốt, điểm 3-1. Gái thì để cho trắng trắng xíu. Chị em bay cũng vậy không à. Đỉ mẹ nó kia nó đợi chạy áo trời. 3-1 cho chắc sầu riêng. Trời ơi. À, nhảy cái y quýnh cái a. Quá tốt. Điểm. Hiền Tây Đô 2-3. Được. Tên lửa đi các bạn ơi. Nhưng mà bóng ngoài. Điểm 4-2. Hết gà hết số luôn. À, quá quýnh rồi các bạn ơi. Điểm 3-4. Nóng rồi đó. 3-4. Điểm 5-3. Phát bóng ra ngoài quá xa, điểm 4-5. Gió luồn luồn vô đỡ. Còn lại về chết. Phát bóng ra ngoài, điểm 6-4. Thịnh Bò bàn quá tốt. Trốn đi. Còn làm sao. Bỏ nhỏ quá tốt các bạn ơi. Điểm 6-3 cho chắc sầu riêng. Sáu ba. 7-3. Xin lỗi các bạn nha, điểm 8-4 rồi nha các bạn. 8-4 đổi xăng, đánh điểm 16 tới thắng. 8-4 cho chắc sầu riêng. Do mình điểm lộn.
Trốn hết trơn đi. Trời ơi, trắng gì thấy ghê vậy. Điểm 9-4 cho chắc sầu riêng. Chắc sầu riêng đã trở lại các bạn ơi. Quá lợi hại hơn xưa nữa. Chín bốn. Trắng bóng hỏng. Điểm 5-9. Phát bóng quá tốt của Hiền Tây Đô. Điểm 6-9. Quá tốt. Còn bỏ nhỏ ra ngoài. Điểm 17 cho chắc sầu riêng. Thấy đâu thôi cãi đi, nó kêu lát nó tắt. Phạt tốt quá. Trời ơi, hai bên thủ quá hay các bạn ơi. Trốn hết đi. Làm sao đây, một cái nữa không? Á thủ cho banh lên con. Nói chung phong thành phong thủ hay. Bữa nhà là đôi trong. Hai bên thủ quá hay các bạn ơi. Ủa để nhiêu tôi quên luôn rồi. Hình như là 6 mấy á. 6 9 nè. Điểm 7-0 nha các bạn. Tôi điểm lộn hoài, xin lỗi các bạn. Bỏ nhỏ chưa qua lớn nha các bạn. Điểm 8-10 cho Hiền Tây Đô. Đánh tới 16 điểm lận. Chưa biết bên nào thắng nha các bạn. Quả tiễn đi nhưng mà ra ngoài nữa các bạn ơi. Điểm 11-8. Phát bóng ăn điểm trực tiếp của chắc sầu riêng. Điểm 12-8. Chạy vui mà chơi gì luôn. Quá quên. Điểm 9-12. Đó, vô rồi. Phát ghê thì chứ. Chắc vừa nhảy lên nhìn xong mới bỏ lỗ các bạn ơi. Điểm 13-9 cho chắc sầu riêng. Quá tốt.
Bốn lố bên này ăn nha các bạn. Để 10-13. Ây da, sao đau đứt chứ ta. À, đứt xương không à. Em bị đau khớp dài. Cầm điện thoại nó bỏ. Tiếp tục đếm 10-13. Ây. Ôi. 14-10. Mày chơi. Chắc sầu riêng đã trở lại nha các bạn. Điểm 15-10 cho chắc sầu riêng. Đi. 15-10. Hàng 6 bên hàng Tây Đô đã bỏ chạy hết rồi. Điểm 15-10. Ê, hư luôn, điểm cuối luôn. Trời ơi, chết, chết tôi. Kết thúc chắc sầu riêng thắng 16-10 nha các bạn. Kèo này chắc có đánh lại C nữa các bạn ơi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.